Kho hàng do Phan Việt Anh 21 tuổi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn nhận là chủ sở hữu chứa chữ hàng ngàn thùng hàng hóa là thuốc bảo vệ thực vật. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng, lượng chức năng bắt quả tang công nhân đang dán nhãn cho hàng loạt các sản phẩm được đựng trong những can chai nhựa, bao gồm cả những loại vẫn nguyên tem nhãn của Trung Quốc lẫn loại chưa có nhãn mác. Rất nhiều các thùng tem nhãn về hàng chục vạn sản phẩm đủ các thương hiệu. Tên đơn vị ngoài thùng các tông thể hiện dòng chữ và logo của công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn. Sau khi kiểm đếm phân loại, lực lượng chức năng đã tạm giữ 732 can và 12.015 chai thuốc trừ cỏ, tương đương 17.900 lít. Theo hướng dẫn sử dụng, với số lượng trên sẽ diệt cỏ cho 12.000 hecta. Cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nông dân, hợp tác xã nên mua hàng chính hãng từ hệ thống đại lý lớn của doanh nghiệp Việt Nam để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, không ham mua hàng rẻ, không rõ nguồn gốc chất lượng bởi ảnh hưởng đầu tiên sẽ là người nông dân, sau đó là người tiêu dùng.